Nếu mà cái chuyện đi tìm anh hai mà làm cho cả nhà mình đau khổ như vậy á thì thôi mình đừng có đi tìm nữa. Tao nè, tao tìm không ra cháu nội đích tôn của tao, tao buồn. Còn nó tỉnh bơ à, nó mất đứa con mà nó không có để ý gì tới hết trơn. Trời, mày coi nó làm sắt già đá hay không à. Kỳ này hả, nếu mà tìm không ra cháu nội của tao à, tao không ở trong cái nhà này nữa. Khóc đặng cho người ta biết rằng tôi đã ở ác phải không? Hồng ơi. Dạ. Hôm nay còn bệnh nhân nào không em? Dạ còn, nhưng mà buổi chiều lận anh hai. Trời, thôi đóng cửa, về nha. Họp gia đình. Họp gấp vậy anh hai? Họp gia đình mà gấp vậy? Nhà tôi có biến. Chà, bữa nay chắc đồ ăn nhiều nè, cho nên nó hơi nặng. Mỏi rồi phải không? Mỏi đưa tôi, cái này thường ngày tôi xách mà. Thôi mà, tôi xách được chuyện nhỏ. Bữa nay có chuyện gì vậy? Trời ơi, coi kìa. Ba quan tâm mẹ quá trời luôn kìa. Xách đồ rồi nữa. Coi hai đứa đóng cửa sớm đi. Rồi kêu mọi người ra phòng khách. Ba có chuyện muốn nói ha. Bánh trời nữa, tao nghe giờ trắng. Con điên. Má ngủ đọc cái gì vậy hả? Đọc xích ngược à? Vậy nay chi vậy? Ba kêu xuống dưới. Cái chuyện gì vậy? Em không ngửi được mùi gì hả? Mùi rám má. Có chuyện tiếp tục. Chuyện đó nữa. Trời ơi, trên cái đời này á, cái chuyện nào mà cái mình hả càng muốn giữ á thì nó càng rời xa mình, chịu không? Chị hiểu hay không quan trọng. Ba hiểu hay không mới là quan trọng. Chuyện này chị thấy là ba quyết định rồi. Cái tên nó uống miếng nước đi má. Anh hai nè, giờ đông đủ mọi người rồi đó, anh muốn nói gì nói đại đi anh hai. Mà khoan đã, có cần em cho má uống thuốc an thần không? Má, sau cái chuyện mà hôm qua đó, con suy nghĩ rất là nhiều. Mà cái chuyện của cháu Công nó cũng xảy ra mấy chục năm nay rồi. Mấy chục năm của tụi bay á, hết cả một cuộc đời của tao rồi. Cho nên á, nếu mà cứ tiếp tục hoài như vậy á, thì ai cũng đau khổ. Con cũng thấy vậy á bà. Vì vậy á, con quyết định như thế này. Một á, là chúng ta tiếp tục tìm kiếm. Bây giờ mình chờ đợi cái kết quả. Cho dù thế nào thì không ai được đổ lỗi cho ai hết. Hai là chúng ta chấm dứt tìm kiếm. Coi như cái chuyện của cháu Công nó chỉ là tai nạn thôi má. Mấy chục năm nay đi kiếm rồi bây giờ bỏ. Bỏ là bỏ sao? Mẹ, má đừng có nóng. Để từ từ có ý anh hai anh làm sao đã. Cho nên bây giờ mọi người cho ý kiến đi. Có nên tiếp tục tìm kiếm hay không? Chừng nào mà tôi chết á, mấy người muốn làm gì thì mấy người làm. Con thì con giống ba. Con không muốn chuyện xảy ra giống như ngày hôm qua nữa. Còn ý ba làm sao? Ai muốn bỏ thì cứ bỏ. Tôi sẽ tìm tới cuối đời tôi. Dạ đúng. Bây giờ mình đã đưa hồ sơ cho công an rồi, mình tìm thêm á cũng có mất mát gì hết trơn á. Mà làm vậy hả, nội với mẹ còn yên tâm nữa. Tìm đi mẹ. Nhưng mà con thấy người ta nói á, đáng sợ nhất không phải là chờ đợi, mà là không biết chờ đến bao giờ. Nên là con đồng ý với ba, không tìm nữa. Hiếm lắm á thì má với chị hai mới cùng quan điểm. Nhưng mà thật sự trong chuyện này, con thấy là theo ý của ông Đạt với ông Tùy Anh thì hay hơn. Con thấy mọi chuyện nên theo sự quyết định của ba đi. Ba quyết làm sao thì mọi người sẽ theo như vậy. Bây giờ coi như là mọi người đã thống nhất thì không ai được có ý kiến nữa. Dạ. Alo, chú Thành đây. Coi như là hồ sơ tìm kiếm Mai thành công á, mình xếp lại nha. Mẹ, mẹ có sao không mẹ?
Ừ thôi thì cảm ơn cháu ha, thời gian qua đã bỏ công tìm kiếm giùm chú, cảm ơn nhiều lắm nha. À thôi trưa rồi, để tôi vô nấu cơm cho cả nhà. Chị ơi. Mẹ. Má. Má sao vậy má? Hồi nãy đã nói là theo ý anh hai, sao giờ mặt má bí xị vậy? Dạ con đưa má vô phòng nó nghỉ mệt quá. Mẹ ơi, hay là mình kêu ba nộp lại hồ sơ đi, chứ con thấy... Mẹ biết là để phải quyết định như vậy đối với ba khó khăn lắm. Mẹ không muốn phải làm cho ba trăn trở thêm nữa. Nhà mình cũng lạ ghê, hối ba quyết định cho đã vô xong không ai vui hết trơn. Đúng là càng muốn quên thì càng nhớ, mà càng muốn buông bỏ thì lại càng níu giữ mà. Thôi, ba quyết định vậy rồi, ai làm việc nấy đi. Nhỏ này lên trển học, tao đâu bán bánh mì. Bà xã gì mà bà xã, không ngờ là ba tuyệt tình vậy luôn, nói đóng hồ sơ là đóng hồ sơ liền. Anh thấy vậy cũng tốt chứ có sao đâu, chứ không lẽ vợ bắt cả nhà mình chờ hoài. Không được anh á, kỳ ghê vậy đó, đã biết mẹ là mong ngóng tin của anh hai mấy chục năm nay mà còn ủng hộ ba nữa. Nhưng mà anh thấy nhiều khi như vậy lại tốt hơn. Tại mỗi lần có tin về, cả nhà mình ai cũng nhốn nhào hết trơn. Ba buồn nè, bà nội buồn nè, chưa nói đến mẹ là người buồn nhất nữa. Nhưng mà anh phải hiểu tâm lý của mẹ. Nghĩa là khi mà mẹ biết tin anh hai có một chút hy vọng thôi, mẹ cũng muốn đi tìm, anh hiểu không? Nhưng mà hy vọng đã bao nhiêu năm nay rồi, chuốc lấy được cái gì, được thất vọng thôi à. Nhiều khi anh thấy biết đâu anh hai đang sống ở một nơi nào đó tốt hơn thì sao? Mà tội nghiệp mẹ quá à. Chắc cái đợt này là mẹ buồn dữ lắm luôn á. Sao khuya rồi bà dậy làm cái gì? Không ngủ được hả? Có hứa với anh Đạt á, xuống làm đồ chua cho nó để mai nó bán bánh mì vậy mà. Tôi quên, giờ phải chạy xuống dưới làm chứ. Cái chuyện vừa rồi bà có giận tôi không? Thật sự thì tôi chỉ muốn là mọi người không phải bận lòng, mà bà thì cũng chịu ấm ức nhiều rồi, đã đến lúc phải dừng lại. Thôi thì cứ nghĩ là con mình đó, nó đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đó là được rồi. Tôi biết là ông muốn tốt cho tôi, nhưng rồi tôi cứ nghĩ từ đó tới giờ hơn 30 năm rồi, ngày nào mà không tìm thấy con thì tôi không thể nào yên lòng cho được. 30 năm rồi ông biết không, 30 năm tôi miệt mài tôi đi tìm con, bây giờ tự nhiên dừng lại, cứ giống như là giống như là mình bị mất con một lần nữa vậy. Thôi ông ngủ đi, để tôi xuống dưới tôi làm.
mình làm như vậy có đúng không ta? Mẹ chồng nàng dâu ai ai cũng như